chín hết đều bên trong. Thì cần cho vào cái đun thịt đỏ cho vào chín. Này là đường không phải đỏ mà kiểu Không không nó đóng đá nên đắng cái đấy là bình thường, nó giống thịt bò. Chín trắng quá lại mất chất. Chỗ đấy thịt dày nên nó bị... Tí mật ong ở trong màu đẹp thật. Đúng sợi chân lớn mà nó là phải đóng. Chất ở hơn, con thấy nó mềm mềm hơn thì nó giữ được kiểu giữ được nước ở trong, không bay hơi hết, không khô, nó không bã lắm. Kiểu thịt kia mình xào lên nó sẽ khô khô kiểu bã, giờ chỉ cần chấm tương ớt thôi, giờ nó mặn lắm, chỉ cần chấm tương ớt nếu cay cay rồi. Đang rét đấy. Mùa này công nhận giống thời tiết miền Nam thật. Ở trong nhà rất là rét. Cứ vào trong nhà là rét, xong là ra ngoài lại nắng. Mà vào trong nhà mát nhưng không bị oi ngày xưa. Chiều mai uống bia. Hơ hơ qua lấy cái bật lửa hơ qua. Cá nướng gói giấy bạc, ông bố ở rất là vị ở đèo đấy, nó thơm, cá thì nó ngọt, nó giữ được chất, đỡ mất công củi chứ ngày xưa này. Ngày xưa con bố chả làm con cá chuối, ông nướng cả buổi, hôm đấy nướng lụi cả buổi lâu lắm, nướng ở vườn đèn xì, hoặc là về sau chơi quả nướng nướng mọi vất vào đầu. Cái con cá nưa chuối nhớ mãi, quả ngày xưa còn cái bếp cũ cũ kìa, cho đây thời đấy mới nướng thì cho bếp nướng đen xì lên con gà chuối. Ủa, bao nhiêu rơm đấy, đợt đấy chả nướng đen xì gì nữa. Cá là phải ấy, cá là phải biết cái củi to ấy, bắt đầu nó cứ từng viên vào đấy. Thế bảo nó to, nó mất thời gian nướng cá như cánh kim. Tuấn ngày xưa lên bà ngoại chả nướng con gà, nướng cả buổi sáng cuối cùng vẫn sống ấy. Nào là một thằng lấy xăng, mồi xăng ở xe máy đốt, thằng thì mang đi chất củi đốt cả buổi cuối cùng. Cậu chồng ở chúng mày có cái nướng đói quá, có cái lòng mề gà thì ăn sạch, xong là cuối cùng vẫn phải để tao chặt ra để tao xoáy lên. Tương ớt thì Nghĩa cầm ra, loại tương ớt không vào, cứ thế.